Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, buổi sáng nay, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ giảm xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại, học sinh các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được nghỉ học, tránh rét. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống rét cho học sinh. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, ngày 22 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trường học về việc chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong chương trình chào buổi sáng vào 6 giờ hàng ngày của Đài Truyền hình Việt Nam, từ đó kịp thời thông báo điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học đến các bậc phụ huynh, giúp cho các gia đình chủ động được lịch sinh hoạt, không cần đưa con đến trường trong thời tiết giá rét. Là lúc 6 giờ 30 sáng nay thì là phụ huynh cũng nhận được cái thông báo của nhà trường là cho các bé nghỉ học. Khi mà nhận được cái thông báo thì là các con không phải chuẩn bị đến trường nữa, và để cho các con đảm bảo sức khỏe ở nhà tốt hơn. Tuy vậy, với đặc thù là trường học trông giữ con em cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, nên mặc dù trời rét, trường mầm non Tổng Công ty May Hưng Yên Công ty Cổ phần vẫn mở cửa để đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh trông con. Gần 150 trẻ đến trường được đảm bảo ở trong không gian lớp học ấm áp. Nhà trường tổ chức ăn bán trú nên đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm cho trẻ. Tất cả các phòng học cửa đóng lại và hệ thống rèm cửa kéo ra thì phòng học rất là ấm, và bên cạnh đấy thì cái chế độ dinh dưỡng đối với trẻ được đảm bảo hơn. Về ngủ thì bổ sung thêm chăn để cho các bé đắp ấm hơn. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn duy trì việc dạy học theo đúng quy định. Những ngày này, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trên địa bàn thành phố Hưng Yên đặc biệt chú trọng đến việc phòng chống rét cho 16 lớp học với trên 600 học sinh. Các thầy cô nhắc nhở học sinh hạn chế ra ngoài giờ ra chơi và cũng trao đổi với phụ huynh cho con mặc ấm đến trường. Tất cả các phòng học đều được đóng kín cửa tránh gió lùa. Với nhiệt độ trong phòng như này thì rất là đảm bảo để cho chúng em học tập thật tốt đó. Về mặt nền nếp thì chúng tôi có những cái thay đổi linh hoạt phù hợp cho học sinh, ví dụ như là thời gian vào lớp là muộn 15 phút so với những ngày bình thường, hạn chế những cái hoạt động ngoài trời cho các em, đảm bảo hệ thống nước ấm, nước nóng cho học sinh. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên yêu cầu các nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét.